Thưa quý vị, trong phiên ngày hôm nay thì VN-Index đã tăng được hơn 5 điểm, chạm mốc 568 điểm với sự hỗ trợ tăng giá của nhóm cổ phiếu blue chips cũng như là nhóm cổ phiếu dầu khí, và cũng có một vài lo ngại rằng là phiên tăng điểm ngày hôm nay sẽ là một bẫy tăng giá, và chúng ta sẽ cùng đến với nhận định của vị khách mời ngày hôm nay là anh Bùi Phước Hội, trưởng phòng phân tích đầu tư của công ty chứng khoán ORS. Xin chào anh Hội. Vâng, ngày hôm nay sẽ. Thì phiên thứ hai của tuần và VN Index đã tăng điểm như vậy, thì anh cảm thấy rằng là các nhà đầu tư, tức là thị trường đã thể hiện một cái diễn biến tích cực hơn hay là vẫn còn ở trong cái trạng thái thận trọng? Vâng, những phiên gần đây thì chúng ta thấy là thị trường đang test lại cái vùng hỗ trợ 560-565 điểm. Vâng. Thì rõ ràng phiên tăng điểm ngày hôm nay thì đóng góp một phần của các cái cổ phiếu blue chip có vốn hóa lớn và một vài cổ phiếu dầu khí như chị Trinh đã nói. Thì tuy nhiên thì mức đóng góp của nhóm cổ phiếu dầu khí hiện tại thì nó cũng không có quá lớn. Phiên hôm nay thì đặc biệt là có sự đóng góp mạnh của Vinamilk và Vietcombank. Thì rõ ràng là cái phiên tăng điểm này thì nó cũng góp phần củng cố thêm cái tâm lý nhà đầu tư, đó là cái khả năng thị trường đang test lại cái vùng đáy ở hiện tại. Thì cái phiên này nó tăng điểm thì nó mặc dù chưa thể khẳng định được cái xu hướng tích cực trong những phiên sắp tới, tuy nhiên nó góp phần củng cố thêm cái niềm tin của nhà đầu tư vào khả năng tích lũy của thị trường trong cái giai đoạn hiện nay, cũng như là cái tin tưởng vào cái vùng hỗ trợ mạnh 560-565 điểm của VN Index. Thì đây cũng là một cái phiên tăng điểm, tuy nó không thực sự là quá tích cực nhưng nó sẽ có tác động cũng khá tốt về mặt tâm lý cho nhà đầu tư. Vâng, và ngoài cái cổ phiếu Vinamilk cũng như là VCB đó, thì cái việc tăng giá của cái nhóm blue chips có phải là nguyên nhân chính là xuất phát từ cái việc cơ cấu lại danh mục của cái quỹ ETF VNM, bởi vì là sau khi công bố tái cơ cấu lại danh mục thì họ đã hạ cái phần trăm sở hữu cổ phiếu KDC của Kinh Đô và tăng hàng loạt những cái việc mua vào các cổ phiếu blue chips khác. Vâng, thì rõ ràng là việc mà các ETF đã công bố giảm cái tỷ trọng của KDC và tăng các cái tỷ trọng của các cái cổ phiếu còn lại thì nó cũng là một thông tin hỗ trợ tốt cho thị trường. Tuy nhiên thì cái mức độ tăng cái tỷ trọng của các cái cổ phiếu còn lại thực sự thì nó cũng không quá lớn. Do đó thì đây cũng nhà đầu tư cũng có thể một phần là muốn kỳ vọng vào cái sự gia tăng tỷ trọng của ETF. Tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể thấy là cái việc blue chip nó tăng cũng là do giá nó đã có sự điều chỉnh giảm của những phiên trước đó, cộng với hiện tại khi mà có cái thông tin mà gia tăng tỷ trọng, thì đây cũng là hai cái nguyên nhân mà khiến cho nhà đầu tư mạnh dạn hơn vào đầu tiên vào cái nhóm blue chip, và nó cũng là cái động lực để kéo cái thị trường tăng điểm trong phiên hôm nay. Và đối với cái nhóm cổ phiếu ngân hàng thì ngoài cổ phiếu VCB tăng giá thì có rất là nhiều những cái cổ phiếu khác đã bị mất giá, tức là có cái sự phân hóa khá là rõ ràng. Thì theo anh Hội, tại sao lại có cái sự phân hóa này ở cái nhóm cổ phiếu ngân hàng trong cái phiên ngày hôm nay? Vâng, thì rõ ràng thì VCB thì đa số thì được các nhà đầu tư nước ngoài họ quan tâm và mua với tỷ trọng nhiều. Còn ngược lại thì các cái cổ phiếu ngân hàng khác thì một số thì nó không đạt cái tiêu chí để ETF đưa vào, cho nên là cái lực cầu nó cũng không có sự gia tăng ở nhóm này. Do đó nó cũng có sự phân hóa giữa các cái nhóm cổ phiếu. Ngược lại thì chúng ta biết là cái VCB cũng là mã có vốn hóa lớn, cho nên là thường cái ETF họ cũng tập trung vào cái này để kéo các cái chỉ số nó tốt lên. Mặt khác thì VCB cũng là cái thuộc nhóm các cái nhóm dẫn đầu của ngân hàng, cho nên là sự quan tâm cũng nhiều hơn, và điều này cũng tạo ra cái sự phân hóa trong cái nhóm cổ phiếu ngân hàng, đặc biệt là nhắn các cái cổ phiếu ngân hàng mà ở nhóm nhỏ thì rõ ràng là nó đang có những cái thông tin thật sự là không tốt và hiện vẫn đang trong cái quá trình là thay đổi, cho nên là cái nhà đầu tư họ cũng thực sự cũng chưa có quan tâm trở lại.
Thì chúng ta cũng rất là kỳ vọng vào cái việc sau một cái thời gian tích lũy thì dòng tiền vào thị trường chứng khoán sẽ càng ngày càng nhiều hơn trong những cái phiên sắp tới. Cảm ơn anh Hội rất nhiều. Quý vị vừa tham khảo những ý kiến phân tích của anh Bùi Phước Hội. Anh Bùi Phước Hội là trưởng phòng phân tích đầu tư của công ty chứng khoán ORS. Và ngay sau đây thì chúng tôi sẽ quay trở lại với bản tin ngày hôm nay. Và sau đây mời quý vị điểm qua các thông tin chính của bản tin ngày hôm nay. Hôm nay ngân hàng Exim Bank tổ chức đại hội cổ đông bất thường kéo dài từ sáng đến chiều với rất nhiều tranh cãi từ cổ đông xung quanh các sai phạm của ngân hàng trong việc cho vay và bảo lãnh. Trước đại hội cổ đông, Exim Bank cam kết sẽ hoàn thành các yêu cầu sửa sai của thanh tra ngân hàng trong quý 1 năm 2016. Tại hội thảo về giải quyết nghèo đa chiều diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh buổi sáng ngày hôm nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố cho biết trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020, thành phố sẽ hướng đến việc tăng vị thế của người nghèo trong quá trình hoạch định chính sách. Theo đó, thành phố sẽ tận dụng các mô hình tổ tự quản giảm nghèo sẵn có để người nghèo có thể có tiếng nói trong cộng đồng cũng như thể hiện nguyện vọng của mình trước các chính sách của thành phố. Theo báo cáo nhà ở giá hợp lý ở Việt Nam, con đường phía trước của Ngân hàng Thế giới vừa công bố, dù liên tục tăng trưởng kinh tế, nhưng Việt Nam vẫn thiếu hụt lớn nhà ở đảm bảo chất lượng. Ước tính Việt Nam sẽ thiếu hụt nhà ở trung bình hàng năm vào khoảng 374.000 căn nhà trong 5 năm tới. Báo cáo cũng cho biết hiện có đến 40% dân số Việt Nam có thu nhập không đủ để mua nhà. Truyền thông Trung Quốc mới đây vừa đưa tin một số quan chức vùng Đông Bắc nước này đã thừa nhận giả mạo số liệu kinh tế từ thu nhập hộ gia đình đến tổng GDP của địa phương trong những năm vừa qua. Chính vì những báo cáo đó là số liệu giả nên mức tăng trưởng hiện nay là giảm mạnh so với cách đây vài năm. Sau những tuyên bố trước các nước tham dự hội nghị biến đổi khí hậu toàn cầu mới đây, bà Barbara Hendricks, Bộ trưởng Môi trường Đức cho biết sẽ trình làng kế hoạch chống biến đổi khí hậu đến năm 2050 và khoảng giữa năm sau, chứ không kéo dài đến năm 2017. Bà Hendricks cũng cho biết đến năm 2050, Đức sẽ không sử dụng nhiên liệu than đá, xăng và dầu trong sản xuất năng lượng. Thưa quý vị, phần tóm tắt vừa rồi cũng đã kết thúc lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Xin quý vị hãy tiếp tục ghé thăm trang YouTube của FBNC để có thêm các thông tin và video của các chương trình trên kênh FBNC. Quý vị cũng có thể xem lại tất cả các chương trình đã phát của chúng tôi tại kênh YouTube FBNC. Đến đây thì Tú Trinh xin chào và sẽ hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin kỳ sau.